Xin chào quý khán giả của ship.vn. Hôm nay mà các bạn cùng chúng tôi mở hộp hai mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Uniqlo. Đây là cái kênh thông tin liên lạc của ship, bao gồm số điện thoại, website, email và Facebook fanpage. Còn đây là cái thông tin mà kiện hàng được chúng tôi mua từ cửa hàng nằm ở quận thành phố New York thuộc quận Brooklyn. Thì cửa hàng này ship tới kho của ship là nằm ở bang California, thành phố Rolling Rock. Cửa hàng này ship tới kho ship là bằng dịch vụ là USPS. Đây là mã check-in 22 số rất là dài. Thì tất cả những cái thông tin check-in này là khi mà khách hàng nhờ ship mua hộ á, thì tất cả đều được thông báo tự động qua email để khách hàng nắm được cái thông tin cái kiện hàng của mình nó đi tới đâu rồi. Tất cả đều được thông báo tự động hết. Đó. Thì sau đây chúng tôi sẽ thực hiện mở các siêu. Thì này cái siêu này đã được cắt một lần tại cái kho Mỹ, kho bang California. Để kiểm tra sản phẩm xem coi nó có đúng mẫu mà chúng ta muốn đặt không. Nếu mà nó không đúng thì chúng ta phải return ngay tại bang California luôn. Chúng ta sẽ return sang New York. Đây bên trong, ở bên trong nó được bao bọc lại bởi một cái miếng giấy dầu rất là gọn gàng. Đó. Đây chúng ta cầm tạm ra. Bên trong nó là ở dưới nó có hai cái thẻ quảng cáo. Đây là cái thẻ bảo hành của Yomashop. Thì thẻ này sẽ có giá trị là 2 năm. Đó. Chúng ta phải kích hoạt trong vòng 45 ngày Bootstrap. Đây là hai thư quảng cáo của Yomashop. Chúng ta sẽ bỏ nó qua một bên. Đây là chiếc Foxconn. Đây, còn đây là hai chiếc Uniqlo. Đó. Uniqlo thì nó cái bóc nó cũng nhỏ gọn thôi, màu trắng. Các bạn chờ chút xíu để chúng tôi đeo vào tay vào. Để nó tránh cho mồ hôi tay chất ấm trên tay nó sẽ bám chiếc bóc, nó làm bẩn chiếc bóc. Đây hai chiếc Uniqlo. Thì Uniqlo này tôi sẽ giới thiệu sơ qua. Uniqlo là một người phụ nữ. Thì phụ nữ này được sinh ra vào năm 1923, và cái lúc mà mới sinh ra thì có tên là Hanan Golovsky, sinh ra tại thành phố New York. Thì đến năm 1938, thì lúc mà bà này là sau đó 15 năm, tức là lúc bà này mà 15 tuổi, thì bà làm một cái nghề là phác thảo bản vẽ cho những cái chỗ mà trung tâm may mặc nằm ở chợ đại lộ 7 của cái khu may mặc của thành phố New York. Đó, đến năm 1950 thì bà mới bắt đầu ra mắt. Lúc đó bà 27 tuổi, bà sẽ ra mắt bộ sưu tập đầu tiên đầu tay của mình. Đó, đến năm 1954 thì bà mới làm bà mới thiết kế những cái bà đạt những cái giải thưởng của có tên là Coty American Fashion. Đó, năm 1954 bà đã đạt được những cái giải thưởng đầu tiên. Đó, đến năm 1968 thì cái thương hiệu Uniqlo này nè nó mới chính thức được đăng ký. Đó, thì đến năm 2018 thì thương hiệu này đã kỷ niệm 50 năm thành lập thương hiệu Uniqlo. Thì trong giai đoạn mà lúc mà thành lập năm 1968 thì bắt đầu từ năm 1969 đến năm 1974 thì thương hiệu Uniqlo đạt rất là nhiều giải thưởng ở New York liên quan tới thời trang. Đó là đôi nét về cái lịch sử của thương hiệu Uniqlo. Đây là có hai mẫu đồng hồ. Đây là mã sản phẩm nè, AK2666 và AK10466. Đó, còn cái 10466 này nè, chúng tôi sẽ mở ra. Đó, nó có một chiếc bóc trắng bên ngoài và một chiếc bóc cứng bên trong. Tôi sẽ mở điều này đây. Đây, ở ngoài là một cái bóc màu kem rất là nhẹ nhàng và lãng mạn với một cái dòng chữ tên thương hiệu Uniqlo màu đen rất là nổi bật. Đây là cái tem bao gồm mã vạch, mã sản phẩm. Đây là cái bóc thì nó ghi rõ ràng luôn là được sản xuất tại China. Đó, còn đồng hồ thì được thiết kế bởi Uniqlo tại New York. Còn máy là sử dụng máy của Nhật, đa số là sử dụng máy của Japan. Trong đó cái máy của Citizen là được sử dụng nhiều nhất. Citizen là một trong những công ty mà sản xuất máy nhiều nhất trên thế giới. Trên thế giới cứ 4 chiếc đồng hồ là sẽ có một cái cỗ máy của Citizen sản xuất. Đó, nên các công ty của Mỹ họ sẽ đầu tư vào thiết kế và sử dụng máy của Nhật. Và bóc cái này nè, cái này sản xuất đơn giản. Để làm sao để giảm chi phí thì phải gia công sản xuất tại China. Đó, một cái chiếc đồng hồ mà được sản xuất ở rất là nhiều nơi. Đó, đây là chiếc Uniqlo 10466 CHCV.
Chiếc này thì có đường kính là 20 mm từ bên trái qua bên phải, không tính nấm. Đó. Đường kính 20 này cũng khá là nhỏ, khá là bé. Nên những bạn nào mà thích những mẫu đồng hồ kiểu nhỏ nhắn xinh xắn thì đây là một mẫu đồng hồ dành cho các bạn đó. Đây, trên mặt thì nó có đính xung quanh người ta đang thi công, các bạn thông cảm nhé. Trên mặt thì nó có đính rất là nhiều viên đá. Đó. Mình thấy không? Rất là lấp lánh. À. Những thương hiệu thời trang của Mỹ thì nó có đặc trưng là nó sẽ đính rất là nhiều viên đá. Còn đây là phần dây, dây nó có rất là nhiều sợi dây. Rất là nhiều sợi dây nó nối với những cái mắt bên dưới này. Đó. Còn đây là cái logo của anh Clan, là hình hình của một một chú sư tử. Đó. Logo này đã đi được giữ nguyên từ lúc mà mới thành lập cho tới giờ luôn, không thay đổi. Đây là cái dòng chữ Mirror, Mirror Inside. À, đây là thông tin thẻ tát anh Clan Swarovski Crystal. Đây những viên đá này là sử dụng đá của Swarovski. Đá của Swarovski là một loại đá rất là nổi tiếng, nó có độ lấp lánh gần bằng với kim cương luôn. Tuy nhiên giá thành nó rất là phải chăng. Đây là một cái loại đá nhân tạo. Loại đá này được Swarovski đã đăng ký bản quyền luôn. Nó có một cái máy cắt chuyên dụng, được Swarovski đã sáng chế ra một cái máy cắt đá, nó cắt, nó tạo ra những cái góc, những cái độ lấp lánh nó gần bằng với kim cương, nhưng mà với một giá thành rất là phải chăng. Thì những viên đá này được sử dụng rất là nhiều trong các hãng thời trang của Mỹ. Đó. Nhất là những cái, ngay cả những cái bộ quần áo cũng được đính những cái viên đá này lên để nó mang lại nét lấp lánh. Đó, sau đây chúng tôi sẽ để tạm chiếc đồng hồ này vào, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào chiếc thứ hai. Đó, đây là chiếc thứ hai, là chiếc Anne Klein 2666 RRIV. Wow, chiếc này nó có lấy ra ha. Chiếc này nó có lấy ra nên tôi phải tháo bao tay ra. Nó có độ bám. Đó. Bao tay nó không có đẩy được, nó không có độ bám. Rồi. Tôi sẽ đeo vào lại và vào lại. Bạn chờ tí. Xong rồi. À, chúng ta tiếp tục mở lên. Cũng là chiếc bóc thì cũng giống với chiếc kia thôi. Nó cũng là tem thông tin sản phẩm. Và sẽ bật lên. Bật theo kiểu này. Rồi chúng ta sẽ để cái tem này xuống dưới và bật lên. Đó. Bên trên nó có một cái miếng bằng giấy nhẹ nhẹ. Đó. Còn đây là chiếc đồng hồ này là của chúng ta. Đây là chiếc đồng hồ này là dây da. Bên dưới nó có một cái quyển sổ nè. Quyển sổ chắc là quyển sổ giới thiệu sử dụng của anh Niclem. Đó, đây là cái chiếc anh Niclem. Bên trên nó còn một cái lớp siêu mặt nên chúng ta thấy nó. Đó. Đây là một mẫu đồng hồ dây da màu kem luôn. Dây da thì nó mang lại nét thanh lịch. Khung khung vỏ thì được mạ màu vàng hồng. Đây, cái lách cũng được mạ màu vàng hồng luôn. Khóa thì cũng được mạ màu vàng hồng. Màu vàng hồng là một cái màu rất là thời trang. Là một cái màu thời thượng. Từ lúc mà những chiếc iPhone nó chọn màu vàng hồng làm tông màu chủ đạo thì màu vàng hồng nó trở nên rất là hot. Đặc biệt là những màu hồng nó rất phù hợp với các bạn nữ. Tuy nhiên các bạn nam nó vẫn rất là ok. Nam chúng ta cũng có thể sử dụng được màu vàng hồng luôn. Đó. Đây là một chiếc đồng hồ watch, tức là nó được bên trong nó có một cái bảng mạch điện tử và nó được cung cấp nguồn bởi một viên pin. Thì vì vậy ở Việt Nam hay gọi là đồng hồ pin. Tuy nhiên tên nguồn gốc của nó là tên chính xác của nó là đồng hồ watch. Đó. Ở mẫu đồng hồ này thì được thiết kế là mặt số là cũng màu màu kem luôn, màu kem mà hơi ngà ngà một chút. Đó. Cọc số thì được thiết kế là dạng như là mạch thẳng, nguyên gốc 3, 6, 9, 12 là và dạng cọc số La Mã. Cọc số La Mã thì nó rất là cổ điển. Nó nhìn nó cũng rất là, những cọc số La Mã thì nó to và nó chắc chắn. Còn vòng ngoài quạt chi phút nè, từ 1 đến đến 60. Đó. Trên các cọc số này cũng được đính những cái viên đá Swarovski. Đây ở trên này. Channel Leader Collection, tức là da thật. À, trên cái tag này nó không có ghi đá Swarovski. Japan Moomin, Shinabang. À, mẫu đồng hồ này máy thì được sử dụng máy của Japan Nhật Bản, còn dây dây này nè thì dùng của lắp ráp tại China, sản xuất tại China. Đó.
Đây là với giá niêm yết là 65 đô. Đây, màu đồng hồ kim ta. Trên mặt số nó có 3 kim, kim giờ, kim phút và kim giây. Những đồng hồ watch thì nó sẽ nhịp theo giây, còn đồng hồ cơ khí thì tần số dao động nó sẽ cao hơn. Những đồng hồ pin này nè thì kim nó sẽ nhịp theo giây. Đó, đối với sạc sử dụng đồng hồ watch thì chúng ta lưu ý là sử dụng pin nó khoảng tầm 2 đến 3 năm là nó sẽ hết pin. Tốt nhất là theo các hãng sản xuất khuyến nghị là chúng ta nên đi thay pin trước khi nó hết pin là tốt nhất. Tuy nhiên một số trường hợp chúng ta không có dự đoán được chính xác á, thì nó hết pin rồi chúng ta mới thay thì trường hợp đó là bất khả kháng rồi, hãy chấp nhận thôi. Đó, khi sử dụng đồng hồ chúng ta nhớ khi kéo nắm chỉnh ra thì nhớ chỉnh chỉnh thời gian thì nhớ đóng lại. Đối với đồng hồ pin á, khi chúng ta kéo ra thì nó sẽ đứng lại luôn. Đó, thì kim dây nó sẽ đứng lại luôn, thấy chưa? Một số mẫu khi mà để trong kho chúng ta phải kéo ra cho nó đứng lại để tiết kiệm pin. Khi chúng ta đóng lại thì nó sẽ chạy, nó sẽ tốn pin. Đó, khi mà kéo ra chỉnh thời gian thì chúng ta nhớ đóng lại, chúng ta quên đóng thì nó sẽ leo theo cái đường này nè, nó sẽ vào trong bên trong bộ máy. Đối với những cái máy watch thì mà khi mà bị vào nước thì chúng ta sẽ tốn một cái chi phí bảo hành rất là cao, tại vì nó tốn thêm cái chi phí gọi là để xử lý làm khô cái bản mạch điện tử. Còn đồng hồ cơ chúng ta chỉ cần lau dầu là xong, còn đồng hồ watch này nè, chúng ta vừa phải lau dầu mà vừa phải làm lại cái bản mạch điện tử bên trong nữa. Chi phí bảo hành một chiếc mà xử lý mà một chiếc đồng hồ watch bị vào nước nó sẽ nặng hơn một chiếc đồng hồ cơ khí rất là nhiều. Đó, cái chi phí làm nước nó có thể gấp đôi luôn cả cái chi phí mà lau dầu và chi phí thay cái cúc ti bên trong nè. Một số trường hợp mà khách mà để vào nước mà để lâu quá là cái cúc ti bên trong nó sẽ bị mục luôn, nó bị oxy hóa, nó sẽ bị biến đổi màu. Đó, bên trên nó còn còn một cái lớp siêu nữa, nên các bạn có thấy nó hơi có những cái lớp váng nè. Bên trên nó còn một lớp siêu ni lông nữa. Đó. Dây thì dây da rất là thanh lịch. Rồi, đó là tất cả những cái thông tin về hai mẫu đồng hồ này. Thì chúng tôi quay lại để cho các bạn muốn đang tìm hiểu về mẫu đồng hồ này thì chúng ta có thể nhìn được các góc cạnh luôn. Đó, chúng ta nhìn thấy nè. Ở góc này, chúng ta nhìn góc này thì nó thiết kế ở đây nó thiết kế một góc 45 độ nè. Cái khung vỏ này nó không không có thiết kế phẳng mà nó thiết kế một cái góc sạc xuống 45 độ, nhìn nó mỏng hơn. Đây là một cái cách mà nó tạo cho cái độ mỏng. Ví dụ nó làm dày luôn thì mẫu đồng hồ này nhìn thì rất là dày. Nó sẽ cắt như thế này, nó sẽ tạo cho ta chúng ta một cảm giác nhìn vô nó rất là mỏng và rất là thanh lịch. Rồi, bên dưới video ấy, thì chúng tôi có kèm theo hai cái link thông tin bao gồm về hai cái mẫu đồng hồ này, bao gồm là thông số, đường kính, size, loại máy, chất liệu và một vài cái thông tin mô tả về cái thông tin mở rộng của từng cái thông số đó. Đây đó, trên đó có bao gồm giá bán. Và trong mỗi cái link sản phẩm thì nó có kèm theo một cái link nữa là về lịch sử thương hiệu Anyclan. Đó, các bạn có thể bấm vào cái link lịch sử thương hiệu để xem lại lịch sử của Anyclan để xem nó có gì hay. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.